Theo đó, ông Phan Tiến Hòa, trưởng phòng thanh kiểm tra thuế số 7, được bổ nhiệm chức danh Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội kể từ ngày 3 tháng 10 năm 2024. Phát biểu tại lễ công bố, tân Phó Cục trưởng cam kết sẽ đem hết khả năng, tâm sức, trí tuệ, giữ vững truyền thống đoàn kết, cùng toàn đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế Vũ Chí Hùng tin tưởng trên cương vị mới, Phó Cục trưởng Phan Tiến Hòa sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo Cục Thuế thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.